cách giúp người nghèo thoát nghèo. Một hôm, thầy Kati Azana gặp người phụ nữ tay cầm thùng nước, ngồi khóc lóc thảm thiết bên mé sông. Thấy vậy, thầy động lòng thương xót, liền ghé lại hỏi thăm. "Này cô, chuyện gì khiến cô buồn thảm mà ngồi đây khóc lóc?" Cô kia lại càng khóc lớn. "Chẳng liên quan gì đến ông." Thầy Katiazana vẫn kiên nhẫn. Này cô, cứ nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp được cô đấy. Người phụ nữ kia than thở. Ông không làm được gì đâu. Trên đời này thật không công bằng. Kẻ nghèo người giàu khác nhau một trời một vực. Tôi là một kẻ nghèo khổ suốt cả đời. Tôi bị cái nghèo khổ làm cho không còn muốn sống nữa. Cô nói xong lại định nhảy rồng tự vẫn thầy kati azana thường xót liền kéo cô lại và nói này cô đừng tự hại mình như vậy trên đời này có biết bao nhiêu người khác cũng đang nghèo khổ Và lại nghèo không hẳn là bất hạnh kẻ giàu chưa chắc đang an vui cô cứ xem mấy người giàu kia hàng ngày họ cứ bị tham lam giận dữ hơn thua ganh ghét quấy dối khổ sở làm người ở đời chỉ cần sống bình an là quý bẩn cùng có gì bi thảm đâu nào. Cô vẫn cứ vùng vằng. Ông là người tu hành, không vướng bận chuyện đời. Còn tôi đâu có được. Tôi là đầy tớ cho một nhà giàu, cực nhọc vô cùng, còn bị chủ nhân đối xử tệ bạc nữa. Tất cả đều do nghèo mà ra cả, bảo sao tôi không xấu không khổ. Thầy Kati Asana liền khuyến khích. Tuy như vậy cô cũng đừng bi quan, tôi sẽ chỉ cố cách để thoát khỏi nghèo khổ gì vậy? Cô vội lao nước mắt nhìn thầy. Cô đã bị nghèo làm khổ, cô hãy bán cái nghèo ấy đi." Thầy chậm rãi đáp. "Nghèo mà cũng bán được sao? Bán cho ai, ai chịu mua?" "Hãy bán nó cho tôi." Người phụ nữ bối rối. "Nhưng tôi biết bán nó như thế nào?" "Hãy bố thí, hãy cho đi. Mọi sự nghèo trên đời đều từ nguyên nhân là thói quen không chịu cho đi." Ích kỷ giữ mãi tài sản cho mình Có cho thì có nhận Đó là bí quyết thoát nghèo Thầy giảng dạy Người phụ nữ lúc này mới trở thức tỉnh Nhưng rồi cô tỏ vẻ buồn Ngài dạy phải Nhưng tôi nghèo quá Không có gì để bố thí cho ngài cả Cho đi Cốt yếu không phải ở chỗ nhiều hay ít Mà nằm ở tấm lòng thành Cô hãy múc cho tôi một bát nước Nó đã là bố thí rồi Thầy mỉm cười đáp. Người phụ nữ liền hiểu ý làm theo. Về sau, nhờ mở lòng rộng rãi với mọi người nên cô thoát khỏi cảnh nghèo, trở nên giàu có và tiếp tục giúp đỡ nhiều người khác nữa. Bài học rút ra Giúp người khác bằng vật chất lúc khó khăn đã là quý, nhưng quý giá hơn cả là trao cho họ đạo lý sống và giải pháp lâu dài cho cuộc đời họ.